Thưa quý vị, Thống đốc Sevastopol ngày 20 tháng 8 tuyên bố một máy bay không người lái UAV đã tấn công trụ sở của hạm đội Biển Đen của Nga đóng tại thành phố. UAV đã bị hệ thống phòng không bắn hạ ngay trên trụ sở hạm đội. Máy bay không người lái rơi trên mái nhà và bốc cháy, không có thương vong. Đây là lần thứ hai trụ sở hạm đội Biển Đen bị tấn công sau vụ tấn công hôm 31 tháng 7 vào trụ sở hạm đội Biển Đen của Nga ở Sevastopol, khiến ít nhất 5 nhân viên bị thương. Phía Nga cho rằng đây là UAV của Ukraine. Hạm đội Biển Đen là đơn vị chủ lực của Hải quân Nga với 25.000 quân cùng số lượng lớn tàu chiến, tàu ngầm và máy bay chiến đấu. Hạm đội này có trụ sở chính đóng tại quân cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea. Đây cũng là hạm đội quan trọng trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.